West Ham chiêu mộ thành công vua đá phạt ngoại hạng Anh. Cuối cùng thì điều mà người hâm mộ West Ham mong mỏi nhất đã đến, khi ban lãnh đạo đội bóng phá két để chiêu mộ thành công tiền vệ đội trưởng câu lạc bộ Southampton, James Ward-Prowse. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã bật từ khóa "Here we go" trong thương vụ chuyển nhượng tiền vệ James Ward-Prowse từ Southampton sang West Ham. Trên Twitter của mình, Romano viết: "West Ham đã hoàn tất thỏa thuận ký hợp đồng với James Ward-Prowse với giá 30 triệu bảng. Chúng ta cùng bắt đầu nào." Các điều khoản cá nhân đã được thỏa thuận bằng lời nói. Thời gian chuẩn bị và kiểm tra tài liệu sẽ sớm hoàn tất. Kiểm tra y tế sẽ được đặt lịch trong tuần này. James Ward-Prowse trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Southampton, có mùa giải đầu tiên ra mắt đội 1 là khi họ giành quyền thăng hạng Premier League ở mùa giải 2011-2 và gắn bó cho đến nay. Với 405 trận ra sân và ghi 53 bàn, bao gồm 12 bàn từ đá phạt, tiền vệ 28 tuổi, người mang băng đội trưởng từ năm 2020 được xem là ngôi sao sáng nhất của Southampton. Cầu thủ sinh năm 1994 được xem là ông vua sút phạt của giải ngoại hạng Anh với 17 siêu phẩm đá phạt. Kể từ mùa 2006-07, khi Opta có dữ liệu đá phạt chi tiết từ cả 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ Messi, 41, và Ronaldo, 31, là ghi nhiều bàn thắng từ đá phạt hơn Ward-Prowse. Sau khi Southampton xuống hạng cuối mùa giải trước, Ward-Prowse nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đội bóng ngoại hạng Anh. Trong đó có Newcastle, Aston Villa và West Ham. Tuy nhiên, trong bối cảnh Newcastle đã chiêu mộ Sandro Tonali còn Aston Villa mang về Yuri Tielemans, những đồn đoán về tương lai của Ward-Prowse dần lắng xuống. Phải tới sát ngày ngoại hạng Anh khởi tranh, West Ham cuối cùng mới vào cuộc và nhanh chóng có được tiếng nói chung trên bàn đàm phán với Southampton cũng như cá nhân Ward-Prowse. Cầu thủ sinh năm 1994 sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội hình của huấn luyện viên David Moyes trong bối cảnh mất Declan Rice và rất có thể sắp tới sẽ là Lucas Paquetá, người được Man City săn đón với lời đề nghị chuyển nhượng 70 triệu bảng.